Gohan Beast, sự giao thoa giữa Ultra Instinct và Ultra Ego. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn lại đến với kênh đàm đạo những chủ đề Dragon Ball thú vị ngày hôm nay. Dạo gần đây thì Gohan Beast là chủ đề được bàn tán sôi nổi, tất nhiên là theo một chiều hướng tiêu cực, lý do là vì nó quá vô lý, từ cơ chế đến sức mạnh, đến mức nhiều fan không thể chấp nhận được. Chính vì thế trong video này mình sẽ cố gắng đưa ra lời giải thích cho cách mà hai trạng thái sức mạnh Ultimate và Beast của Gohan vận hành trong Dragon Ball Super. Đây sẽ là video một mũi tên trúng hai con chim, đồng thời nỗ lực hợp lý hóa sự vô lý trong cách xây dựng sức mạnh của Gohan, cũng như trong thang đo sức mạnh Power Scale. Trước khi vào nội dung chính, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia làm 4 phần. Phần đầu tiên mình sẽ giải thích về cách tiềm năng của Gohan tiến hóa theo thời gian. Phần thứ hai mình sẽ giải thích về cách hoạt động của Ultimate và Beast và cách nó khớp với Power Scale trong phần Super Hero. Phần thứ ba mình sẽ bàn về ý đồ của các tác giả và chỉ ra lỗ hổng trong việc xây dựng sức mạnh của Gohan. Và phần cuối cùng mình sẽ tóm tắt lại nội dung của video này. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Một, tiềm năng dị thường của Gohan. Xuyên suốt bộ truyện này, Gohan đã được nhiều lần tuyên bố rằng cậu là người có tiềm năng nhất trong số các chiến binh Z. Nó được nhai đi nhai lại nhiều lần đến mức chúng ta đều phát ngán mỗi khi nghe hai chữ tiềm năng. Vậy thì hãy tạm bỏ qua sự lười biếng trong cách xây dựng sức mạnh của Gohan và liên tục lấy hai chữ tiềm năng ra bao biện. Tác giả muốn nói với chúng ta rằng tiềm năng của Gohan là rất bao la và không có điểm dừng. Tiềm năng to lớn thì cũng được thôi, nhưng đó chưa phải là vấn đề chính. Mấu chốt ở đây nằm ở việc Gohan đã được khai mở toàn bộ tiềm năng. Điều này có nghĩa là gì? Thay vì nếu là người bình thường, họ phải luyện tập cật lực để có thể khai mở thêm tiềm năng nhằm tăng tiến sức mạnh. Do Gohan đã mở khóa hết tiềm năng rồi, sức mạnh của anh sẽ giãn nở đúng bằng với tiềm năng. Hay nói cách khác, sức mạnh của Gohan tự tăng tiến theo thời gian mà chỉ cần rất ít sự luyện tập hay thậm chí là không cần luôn. Được rồi, bây giờ các bạn hãy hình dung tiềm năng như một đường hầm xuyên vách núi. Người bình thường phải cố gắng tự đào bới để mở rộng đường đi xa hơn. Nhưng Gohan thì luôn ở cuối con đường và con đường đó tự mở rộng. Gohan chỉ việc đi bộ từ từ đến vạch đích thôi, cũng khá là nhàn. Như Huấn Hoa Tử ở nước Việt từng giảng đạo ăn trong thiên hạ, cần lao vi tiên thủ, năng cán dị đắc thực, hay không làm mà đòi có ăn đích thị là ám chỉ Gohan tiên sinh rồi. 2. Cách Ultimate và Beast vận hành. Có thể nói tiềm năng của Gohan luôn giãn nở và giãn nở với tốc độ chóng mặt. Chỉ cần qua arc sau thì tiềm năng của Gohan đã lớn hơn rất nhiều so với arc trước rồi. Tuy nhiên nếu cậu lơ là việc luyện tập, dù tiềm năng vẫn giãn nở đấy, nhưng cậu không thể truy cập vào nguồn sức mạnh đó được mà chỉ giữ nguyên ở mức cũ. Lúc này vì cậu không tiệm cận đến giới hạn của tiềm năng, cậu sẽ mất đi trạng thái Ultimate của mình. Cậu chỉ có thể dùng Super Saiyan làm công cụ khai thác sức mạnh tạm thời. Và như mình đã nói thì chỉ có thể đến mức cũ là tối đa. Nếu muốn tiếp cận nguồn sức mạnh giãn nở về sau, cậu phải có một thứ gì đó kích thích. Đúng vậy, đó chính là bằng cách tức giận. Và đó cũng chính là điều đã xảy ra ở Arc Top và Arc Super Hero. Dựa vào đó thì ta có thể giải thích được Power Scale vô lý ở Arc Super Hero. Sức mạnh của Gamma 1 và Gamma 2 được Piccolo cho rằng ngang với Goku và Vegeta. Lần cuối Piccolo chứng kiến sức mạnh của hai người họ là ở Arc Moro. Nếu anh gom cả hai người chung một lúc như vậy thì tức là ở cùng một trạng thái, mà ở đây là Super Saiyan Blue. Tạm bỏ có việc làm cách nào để Piccolo ước lượng được sức mạnh và tại sao hai con người máy này lại mạnh như vậy thì chúng ta hãy tiếp tục nói về sức mạnh của Gohan. Theo cách mình đã giải thích thì Super Saiyan của Gohan ở Arc Super Hero bây giờ đã mạnh bằng Ultimate Gohan ở Arc Moro, mức tiềm năng tối đa cũ của hồi trước. Và Ultimate Gohan ở Arc Super Hero đã mạnh hơn Super Saiyan Blue của Goku ở Arc Moro rất nhiều, mức tiềm năng tối đa mới của hiện tại. Chỉ có như vậy thì Power Scale mới có thể hợp lý mà thôi. Được rồi, nếu Ultimate đã là giới hạn tại thời điểm đó của Gohan, vậy thì bằng phương pháp nào có thể đưa cậu lên trên một tầng cao mới nữa đây? Đúng vậy, đó là lại bằng cách trở nên phẫn nộ. Điều này đã được thể hiện nhiều lần trong truyện. Khi một người Saiyan tức giận, sức mạnh của họ sẽ tăng đột biến. Nhưng nguồn sức mạnh khổng lồ đó chỉ có thể bộc phát trong một khoảng thời gian ngắn. Trái lại, Gohan bằng một cách nào đó lại có thể duy trì nó lâu dài, không thể xác định được. Đó chính là cách cậu đạt đến giới hạn của giới hạn. Và thế là con quái thú cuồng nộ trong cậu tỉnh giấc và ban cho cậu trạng thái hoàn toàn mới là Gohan Beast. Vì sức mạnh của nó đến từ cơn thịnh nộ, vì thế mà mỗi lần biến thành hình dạng này cậu phải trở nên tức giận. Sau đây chính là sơ đồ biểu thị cách hoạt động sức mạnh của Gohan để cho các bạn dễ hình dung hơn. Với sức mạnh mới này, cậu đã có thể đánh bại được Cell Max, kẻ được cậu cho rằng cả Goku và Vegeta cũng không thể đánh bại. Tất nhiên là với sự trợ giúp rất lớn từ đồng đội. Nói như vậy tức là Cell Max ít nhất phải ở trình độ Moro Thiên Sứ, còn Gohan Beast phải gần bằng trình độ Goku Ultra Instinct ở Arc Moro. Sau khi luyện tập off-screen với Piccolo ở hậu Arc Super Hero, có lẽ giờ đây sức mạnh của Gohan đã sắp sửa bắt kịp với Goku Ultra Instinct ở thời điểm hiện tại, còn nếu không thì cũng là trong tương lai không xa. 3. Ý đồ và lỗ hổng trong việc xây dựng. Có thể thấy đội ngũ tác giả đang xây dựng sức mạnh của Gohan dựa trên tiềm năng và phẫn nộ. Chưa dừng lại ở đó, nếu nói về trạng thái Beast, nó là sự giao thoa tính chất giữa Ultra Instinct và Ultra Ego. Ở đây không phải nói Beast có các khả năng của hai kỹ năng thần thánh này, mà là có chung khuôn mẫu xây dựng. Như vậy có nghĩa là gì? Hãy cùng xem các tính chất của chúng nhé. Ultra Instinct của Goku khai thác sức mạnh nội tại, tức là từ bên trong. Sức mạnh phụ thuộc vào mức độ tĩnh tâm. Ultra Ego của Vegeta, sức mạnh nhận được từ sự hưng phấn, tức là từ bên ngoài. Sức mạnh phụ thuộc vào mức độ hưng phấn. Từ đó ta có Gohan Beast, sức mạnh nhận được từ sự phẫn nộ, tức là từ bên ngoài, tương tự Ultra Ego. Sức mạnh phụ thuộc vào mức độ tức giận, tương tự Ultra Instinct và Ultra Ego. Mình xin được giải thích một chút, sức mạnh từ bên trong, ý mình ở đây là Goku sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình một cách hiệu quả. Còn sức mạnh từ bên ngoài, tức là Vegeta và Gohan gia tăng sức mạnh của mình từ các yếu tố tác động khác nhau. Ta có thể thấy được tham vọng của các tác giả trong việc cố gắng nâng tầm Gohan Beast sánh ngang với Ultra Instinct của Goku và Ultra Ego của Vegeta. Có đó thể hiện được sự tương đồng nhưng cũng đối lập giữa sức mạnh của các chiến binh Saiyan. Và thực tế đó là một ý tưởng rất hay. Nhưng sai lầm của họ ở đây là đã xây dựng quá vội vàng khiến cho Gohan Beast trở nên ngộp thở. Không ai cảm thụ nổi chứ chưa cần nói đến việc kiên nhẫn ngồi phân tích giống mình đây. Bởi lẽ nền móng xây dựng cho trạng thái này vốn đã rất yếu ngay từ đầu. Để xây thêm tầng tầng lớp lớp vững chắc thực sự rất khó. Và mình có thể khẳng định kiểu gì nó cũng không hay bằng lối xây dựng Ultra Instinct hay Ultra Ego khi nó đã kém ở vạch xuất phát. Cú cười nhé, hành trình hoàn thiện và phát triển Ultra Instinct của anh phải mất tận 3 ác. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, từ tự tin cho đến tự ti, thấu hiểu bản chất của chính mình rồi mới nghiệm ra được chân lý. Vegeta ấy hả? Cũng phải mất một arc để bắt đầu đi trên con đường phát triển Ultra Ego. Nhưng để nói về hành trình khám phá bản thân gắn liền với kỹ năng mình theo đuổi ấy, anh cũng phải mất 2 arc. Từ mong muốn chuộc lại lỗi lầm của bản thân đã gây ra với người dân Namek, chấp nhận học những thứ mình không thích ở arc Moro, cho đến arc Granola, anh phải đối diện với tội lỗi của dân tộc mình, đối diện với chính nạn nhân của cuộc thảm sát do đồng bào Anh gây ra. Phải trải qua những cảm giác dày vò về tinh thần, thậm chí muốn ra đi dưới tay Granola để bù đắp tội lỗi. Cuối cùng, anh phải nghiệm ra được niềm kiêu hãnh thực sự của mình mới có thể sử dụng Ultra Ego toàn lực mà không do dự. Cả Ultra Instinct và Ultra Ego đều được giải thích cơ chế rõ ràng và có tính chất độc đáo, cũng như hành trình để phát triển hai kỹ năng này của Goku và Vegeta đều gắn liền với việc phát triển nhân vật. Rất hay và hợp lý. Còn Beast thì sao? Training giữa Gohan và Piccolo là thứ duy nhất để giải thích cho cơ chế của trạng thái này thì bị skip off screen. Thật luôn. Thật luôn hả? Trốn VM. Điều này hoàn toàn làm mất đi giá trị của nó và thực sự là nghe rất vô nghĩa. Rồi làm sao mà độc giả biết được Gohan học cách có thể phẫn nộ bất cứ lúc nào kiểu gì đây? Làm sao biết Gohan đã và đang cố gắng hoàn thiện Beast như thế nào đây? Cái phần xây dựng sức mạnh dở tệ đã đành, còn phần phát triển nhân vật thì sao đây? Từ một thằng không nhận thức được trách nhiệm bảo vệ trái đất thành một đứa hiểu được điều đó ư? Điều mà Gohan ở Arc Moro đã biết rất rõ ư? Tiến hóa ngược à? Thôi thì phải chờ xem các chương truyện sau sẽ xử lý như thế nào đây. Biết đâu họ đang cố làm cho trạng thái này trở nên thần bí, cần nhiều điều để khám phá về sau thì sao? Biết đâu họ đang cố áp dụng cách xây dựng khác hoàn toàn với Goku và Vegeta thì sao? Dù sao thì mình vẫn chờ được, vẫn hy vọng được. Các bạn cũng đừng vội nản lòng. Vì thực sự họ có một ý tưởng rất tốt về Beast, chỉ là triển khai không được tốt như thế thôi. 4. Tóm tắt nội dung. Với việc tiềm năng của Gohan liên tục giãn nở và cậu không cần phải luyện tập gì nhiều, sức mạnh của cậu đã trở nên dị thường hơn bao giờ hết. Các bạn có thể nhấn vào phần bình luận để xem sơ đồ thể hiện cách hoạt động hai trạng thái Ultimate và Beast của Gohan để dễ hiểu rõ hơn. Đội ngũ tác giả đã có một ý tưởng tốt về Gohan Beast, nó là giới hạn của tiềm năng kết hợp với cơn phẫn nộ tột độ để chạm đến giới hạn của giới hạn. Nó còn là về sự kiểm soát cảm xúc, có thể hỉ nộ ái ố bất cứ lúc nào để kích hoạt sức mạnh khổng lồ. Ngoài ra nó còn là sự giao thoa tính chất của Ultra Instinct và Ultra Ego trong việc xây dựng trạng thái. Nhưng có lẽ họ đã quá vội vàng khiến nó trở nên rộng tuếch và vô nghĩa. Tóm lại thì kể cả mình có nỗ lực hợp lý hóa sức mạnh của Gohan như thế nào, nhưng sau cùng cũng không thể tránh khỏi hai từ búp bẩn được. Và sự thật là như thế, các bạn fan Gohan phải chấp nhận thực tế là như vậy. Bẩn là bẩn, không cãi được. Nhưng có thể mình đã trách lầm các tác giả, biết đâu mình bảo thủ thì sao? Biết đâu họ sẽ nấu cho chúng ta một con quái vật thật ngon miệng thì sao? Suy nghĩ của các bạn về sức mạnh của Gohan là gì? Hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nhé! Nếu các bạn thấy hay thì đừng ngần ngại cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo!